tiếp tục Seri trốn tìm đuổi bắt thì lần này sẽ là một thử thách khó hơn những thử thách trước rất là nhiều. Đó chính là hai anh em chúng tôi sẽ phải truy lùng anh Dưỡng ở toàn tỉnh Bắc Ninh luôn, toàn bộ tỉnh Bắc Ninh, thực sự quá là rộng, quá là khó. Tiếp tục Seri căn phòng bí mật, tôi đang trên đường về nhà cũ của tôi. Tôi sẽ làm căn phòng bí mật ở nhà cũ nhá, vì rất nhiều bạn comment bảo là anh ơi về nhà cũ làm video đi. Lần này tôi đã lắng nghe ý kiến của mọi người, tôi sẽ về nhà cũ làm căn phòng bí mật ở nhà cũ. Sáng ơi, vẫn 10 triệu đúng không? Chuẩn anh ơi, anh em mình vẫn có 10 tiếng, mỗi một tiếng thì sẽ có một gợi ý và anh em mình sẽ mất đi 1 triệu để lấy được cái gợi ý đấy. Hôm nay thì em mang theo hàng lóng rồi anh ơi, nhìn thấy anh Dưỡng phát là em bỏ hàng lóng ra, em bắt anh Dưỡng luôn. Ok, thì bây giờ anh em mình đi kiếm luôn. Nhưng mà từ từ anh ơi, bây giờ phải xem anh Dưỡng trốn ở đâu thì mới đi kiếm được chứ. Trong lúc này anh Côn Mới Sáng cũng đang đi đuổi tôi nhá. Trong vòng 10 tiếng tới mà anh Côn Mới Sáng bắt được tôi thì anh Côn Mới Sáng sẽ nhận được 10 triệu đồng từ tôi. Còn bây giờ thì nhanh chóng về nhà cũ để làm một cái căn phòng bí mật để trốn anh Côn Mới Sáng nhá. Let's go. Theo như em nhận định thì đầu năm là anh Dưỡng hay đi chùa anh ạ. Mà tỉnh Bắc Ninh mình ấy có một ngôi chùa to nhất là chùa Phật Tích. Bây giờ anh em mình thử ra chùa Phật Tích xem là anh Dưỡng có chạy ra đấy trốn không. Đi, không nói nhiều. Let's go. Tôi sẽ làm căn phòng bí mật ở trên nóc nhà. Cảm giác được hít thở không khí nơi mình sinh ra thật sự là hạnh phúc. Tôi không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ đi làm căn phòng bí mật luôn, không anh Côn Mới Sáng bắt được. Let's go. Vậy là anh em chúng tôi đã đến ngôi chùa lớn nhất Bắc Ninh nhé các bạn nhé. Thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi tìm luôn Sáng ơi. Nhớ là tìm xung quanh chùa với cả tìm ở trên chùa nhé. Thì ở trên chùa anh em mình hạn chế quay một chút. Nếu okay. Mà tìm thấy thì nhớ là hú nhá. Ok. Thôi, bây giờ thì đi tìm thôi. Đấy không? Và kia là lối lên của căn phòng bí mật. Chỉ có một lối lên duy nhất là lối này thôi. Mà cũng không thể đi theo cách bình thường lên đi được, mà phải trèo bằng thang mới lên ở trên đấy nhá mọi người nhá. Nói chung là căn phòng bí mật ở trên nóc nhà rất là kín luôn. Vậy là hai anh em chúng tôi đã tìm khắp chùa rồi nhưng mà vẫn không thấy anh Dưỡng đâu. Còn mỗi ở trên này là chưa tìm thôi. Thì thôi anh em mình lên trên này tìm nốt, khả năng anh Dưỡng cũng không có ở đây rồi. Nhanh nhanh em ơi, đi nhanh lên hết giờ. Và muốn lên được căn phòng bí mật thì phải sử dụng thang nhá. Rồi lên kiểm tra xem bên trên nóc nhà có gì không đã. Wow, ở trên này rộng rãi lắm. Bây giờ tôi sẽ trèo lên này, kiểm tra kỹ hơn. Căn phòng bí mật trên nóc nhà thế này thì tuyệt vời mọi người. Có cái lỗ này, anh Sáng này. Wow, thế này khả năng anh Côn Mới Sáng sẽ không bao giờ phát hiện ra tôi. Phong sẽ là người quay phim mà cũng người đồng hành với tôi luôn nhá. Hai anh em cùng trốn rồi. Ok, rộng không? Rộng anh ạ. Đi về đằng kia đâu mà. Căn phòng bí mật này cả 100 mét luôn em ạ. Chia ra 3 phòng luôn. Phòng này là phòng gì? Phòng kia phòng gì? Đấy, đi em, kiểm tra nào, đi tiếp. Đi tìm anh Dưỡng vất vả quá. Mới bắt đầu video thôi mà leo cái chùa mệt hết thôi. Trên này rất là rộng. Chỗ này như là một cái cửa sổ trời này, lấy ánh sáng vào cho các căn phòng này. Đấy, chỗ này là cắt tôn ra để làm cái bình nước các thứ như này, sẽ giúp cho cái căn phòng anh em mình nhiều ánh sáng hơn. Ok. Đây là căn phòng, đây là gọi là nghỉ mát thôi. Ok em hiểu không? Chỗ này là chỗ tắm nắng. Ok chưa? Tắm nắng à? Ok. Trong kia là có hai căn phòng thì để mỗi căn phòng là một phòng ngủ một phòng khách. Ok chưa? Ok anh đấy. Đẹp không? Chắc đâu. Chỗ này tôi đang tính làm bể bơi đây. Thì đã cho đầy nước làm bể bơi luôn Phong ơi. Hay nhỉ? Căn phòng bí mật có cả gì? Hồ bơi, bể bơi, rồi chỗ tắm nắng, chỗ tắm nắng luôn này. Rồi trong kia có hai phòng thì anh em mình mỗi người phòng à? Ừ, mỗi anh em một phòng luôn. Wow, rất là rộng rãi luôn. Căn phòng bí mật ở trên nóc nhà này tuyệt vời đấy mọi người ạ. Tôi thấy rất là rộng rãi. Ok, mang người nhỉ. Không nói nhiều nữa, bây giờ chúng tôi sẽ dọn dẹp và cải tạo căn phòng bí mật trên nóc nhà. Let's go. Lên trên này tìm một vòng rồi nhưng mà vẫn không thấy anh Dưỡng ở đâu cả. Trốn ở đâu kỹ thế? Phải dùng thiết bị điện tử, dùng flycam bay để xem anh Dưỡng có trốn ở trên này không nhá. Đây, okay. Nào bay luôn. À quên mất không nói cho bạn, mỗi một tiếng trôi qua thì tôi sẽ cung cấp gợi ý cho anh Côn Mới Sáng. Mỗi một gợi ý tương ứng 1 triệu đồng. Vì trốn tìm khắp tỉnh rất là rộng lớn, thực sự rất là khó bắt. Vậy là hơn 1 tiếng đồng hồ đầu tiên đã trôi qua. Thì bây giờ sẽ là gợi ý đầu tiên. Thì tôi sẽ thu nhỏ bản đồ lại nhá mọi người nhá. Loại thành phố Từ Sơn nha, tôi hiện không ở thành phố Từ Sơn nhá. Ok nha anh Côn nhá, Sáng nhá. Vậy là anh em chúng tôi đã tìm hết ở trong và bên ngoài chùa thì vẫn không thấy anh Dưỡng. Khả năng là anh Dưỡng không có trốn ở đây rồi. Sáng ơi, chắc là hết giờ đấy, xem Dưỡng gợi ý chưa. Đây ok. Thành phố Từ Sơn đã bị loại anh Côn ơi. Phạm vi tìm kiếm đã được thu nhỏ. Tìm như này thực sự rất là khó, không khác gì mò kim đáy biển luôn anh ạ. Đúng rồi, trước thì có định vị thì mình tìm được, bây giờ không có định vị thật sự khó thật. Nhưng mà không thể làm khó hai thám tử này được. Bây giờ anh em mình đi tìm tiếp. Ok, đi. Và bây giờ tôi sẽ bê đồ đạc cần thiết lên căn phòng bí mật để tạo thành một căn phòng bí mật nhá. Ok, let's go. Đây là vali phần thưởng của anh Côn Mới Sáng nếu bắt được tôi. Tiếp theo sẽ là một bao đồ ăn. Đi đâu phải cần đồ ăn, vì tôi là người rất thích ăn uống. Ở gần ngôi chùa thì cũng có một cây cầu rất là lớn, rất là nhiều chỗ để cho anh Dưỡng chế tạo một căn hầm trú ẩn để lẩn trốn. Thì bây giờ tôi
và anh Côn sẽ tiếp tục tìm kiếm ở cái địa điểm cây cầu này nhá. Cây cầu ra tìm luôn anh ơi. Đây là cái nhà vệ sinh của căn phòng bí mật của chúng tôi. Tiếp theo là bộ máy tính. Thời đại 5.0 mà không có máy tính để giải trí thì thật sự là không thể chịu được. Ok nhá, bộ máy tính. Và đây là cái màn hình. Và đây là chuột bàn phím. Đây là cái nút vàng YouTube. Nút vàng YouTube hôm nay được về nhà. Vậy là hai anh em chúng tôi đã tìm hết xung quanh cầu này nhưng mà vẫn không thấy anh Dưỡng đâu cả. Cái cầu to đẹp như thế này mà anh Dưỡng không ra đây trốn nhỉ. Thôi, khả năng anh em mình lại đi chỗ khác đi. Đi huyện khác anh ơi. Em ơi, gần huyện Thuận Thành, sang huyện Thuận Thành luôn đi anh ơi. Ok, sang huyện Thuận Thành luôn. Thì huyện Thuận Thành thì có chỗ nào nổi tiếng không em ơi? Em thấy bên Thuận Thành chỉ có mỗi chùa thôi anh ạ. Bên đấy nhiều chùa lắm. Đấy, Kinh Dương Vương đúng không? Mấy chùa luôn, bên đấy nhiều lắm anh ạ. Thôi đi em ơi, để anh em mình sang bên huyện Thuận Thành nhá. Không biết giờ này anh Côn mới sáng đang đâu. Thật sự cái thử thách đổi bắt trốn tìm khắp một tỉnh này thật sự rất là khó, mà lại không có định vị thì gọi là siêu khó luôn. Chắc anh Côn mới sáng chỉ chờ vào gợi ý của tôi thôi, chứ thực sự là để bắt được thì rất là khó, vì cả một tỉnh rất là rộng ấy. Ở đây thì cũng có một cái đền chùa, nhưng mà hai anh em chúng tôi đã đi xung quanh rồi không thấy xe của anh Dưỡng, tức là anh Dưỡng không có ở cái địa điểm này. Thì bây giờ khả năng anh em mình tiếp tục di chuyển địa điểm khác thôi. Ở đây không có rồi anh ạ. Đi địa điểm khác thôi em ơi. Rồi bây giờ anh em chúng tôi sẽ tiếp tục tới địa điểm tiếp theo để tìm xem anh Dưỡng có trốn ở đấy không nhá. Trồng cỏ trên nóc nhà luôn. Khu này sẽ là khu giải trí tắm nắng kết hợp với bể bơi. Vậy là xong khu giải trí. Đây khu này khu tắm nắng. Ok, làm đây tắm nắng. Phơi nắng. Chỗ này bể bơi. Bây giờ tôi sẽ thiết kế bể bơi này. Bể bơi mới là quan trọng này. Căn phòng bí mật ở trên nóc nhà mà có bể bơi mới đẳng cấp này. Ok. Vậy là tôi đã dọn dẹp xong cái bể bơi. Nhìn nó hơi bẩn bẩn một chút thôi nhưng không sao. Đấy là nhìn cái vết tường thôi mọi người ạ. Thực ra tôi dọn sạch sẽ rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành cho nước vào. Tôi sẽ lấy nước từ trên cái nước sạch của nhà tôi luôn. Thử xem được không, nhưng không biết cách này hút được nước ra không. Wow, có nước. Wow. Bây giờ chỉ cần chờ nước đầy là có thể tắm bể bơi được. Đây, nước chảy đây. Thử thách này khó thật, mới loại được một thành phố, vẫn còn 6 huyện và một thành phố chúng tôi chưa tìm kiếm nữa. Thế lại làm sao mà tìm được thành Dưỡng, sắp hết 2 tiếng rồi. Gợi ý tiếp theo dành cho anh Côn mới sáng đó là thu nhỏ bản đồ lại. Bỏ thị xã Thuận Thành đi nhá. Em không ở thị xã Thuận Thành nhá, em đang ở một nơi khác. Ok nhá. Tắt gì nữa anh Côn ơi. Anh Dưỡng gửi gợi ý rồi là hết 2 tiếng rồi. Loại bỏ Thuận Thành rồi anh ơi. Ui, anh em mình đang ở Thuận Thành mà cuối cùng anh Dưỡng loại bỏ luôn. Thế này thì biết tìm thế nào bây giờ. Quá khó luôn. Thêm chậu cây cảnh nữa cho đẹp nhá. Trang trí căn phòng cho đẹp. Mang chậu cây cảnh lặng ơi lặng lên đây nữa. Nếu mọi người thấy căn phòng bí mật ở trên nóc nhà đẹp, mọi người hãy like, subscribe, đăng ký kênh nhá. Tôi mượn chú tôi 2 cây. Phải cẩn thận không, chú tôi biết là xước cây thì chết. Cây này trang trí ở đây. Mọi người thấy căn phòng bí mật trên nóc nhà đã thấy uy tín hơn chưa? Đấy, chỗ này là để tắm nắng đây mọi người chưa? Nắng chiếu thẳng mặt tôi luôn. Làm đây có những cái bụi cây xanh mát như này. Rồi vừa ngắm bụi cây vừa ngắm trời đất. Đấy, tắm nắng. Sau đó là xuống bể bơi tắm nhá. Mặt trời đang chiếu thẳng vào người tôi này. Đấy, tắm nắng nhá. Mọi người tắm nắng để xuống tắm bể bơi nhá. Như ở ngoài biển luôn. Tắm nắng một lúc sau đó tôi sẽ xuống bể bơi tắm. Thôi khả năng em nghĩ thế này là anh ơi, từ những tập trước nhá, anh Dưỡng đa số là toàn làm căn phòng bí ẩn, trốn ở cửa hàng, ở công ty. Thì em nghĩ lần này khả năng anh Dưỡng cũng làm căn phòng bí ẩn rồi trốn ở đấy. Khả năng là đang ở công ty. Thế lại về công ty tìm kiếm thôi. Để anh em mình quay lại thành phố nhá. Chỗ này có 3 cái chậu cây nhìn rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Wow. Rất là kỳ công luôn đấy mọi người, nhớ like subscribe cho tôi nhá. Có một cái khoảng không gian nhiều cây cối này tôi cảm thấy rất là thích, rất là thư giãn. Ok, nhưng mà cái căn phòng bí mật ở trên lóc nhà này vẫn chưa hoàn thành, bây giờ tôi phải tiếp tục. Hy vọng một lần nữa anh Dưỡng vẫn chế tạo căn phòng bí mật ở tại công ty nhá. Giờ thì vào công ty tìm xem có anh Dưỡng ở đây không. Căn phòng bí mật này không có anh ơi. Ở đây cũng không có Sáng ơi. Anh Dưỡng nó trốn 2 lần ở đây rồi, chắc nó không cho trốn ở đây lần thứ 3 nữa đâu. Ok, đây là phòng ngủ này. Đây là đang giải ga đệm gối đây rồi nhá. Ok nhá mọi người nhá. Chưa cắm điện này à? Quên anh em mình chưa cắm điện. Ok, bộ máy tính vẫn chưa lắp cơ. Bây giờ tôi sẽ lắp bộ máy tính đây. Vậy là tôi đã hoàn thành căn phòng bí mật ở trên nóc nhà nhá mọi người nhá. Tuyệt vời luôn đấy. Đây tôi ngủ tôi đây. Mọi người thấy thế nào? Wow, đây là bộ máy tính giải trí đây. Và đây là một kệ đồ ăn khổng lồ. Cho các bạn chiêm ngưỡng cái phòng ngủ nhá. Còn mấy cái phòng nữa cơ. Đấy, phòng ngủ đây. Ok nhá mọi người nhá. Tài nhỉ. Anh Dưỡng không trốn ở công ty thì giờ trốn ở đâu, bây giờ biết ở đâu đâu mà tìm. Sáng ơi, bây giờ sắp đến giờ đón con rồi. Lần nào đến giờ đón con, Dưỡng nó cũng về đón. Hay bây giờ anh em mình ra cổng trường học dính. Ừ, đi. Thế anh em mình đi ra đấy dính. Đây là phòng khách. Ôi ơi, cái phòng khách của nhà vệ sinh ở đấy. Đây cũng là nhà vệ sinh luôn đi. Chắc phải là căn phòng nhà bí mật thì nó hơi chật chội nên thông cảm. Khách đến chơi thì thông cảm đấy. Nếu mà mình không đi vệ sinh mình ngồi lên. Nào em ngồi thử lên nhé. Đấy, thấy coi như là phòng khách luôn. Ngồi xuống. Ngồi xuống ấy. Đây. Thế khi em thì nhấc này lên à? Ừ, khi nào muốn vệ sinh nhấc lên. Dình, đứng đây chờ từ nãy rồi mà chưa thấy anh Dưỡng với chị Yến đâu. Không thấy anh Dưỡng. Chị Yến ơi. Thế anh Dưỡng đâu? Em đi tìm anh Dưỡng sáng giờ này. Chị không biết, chị gọi không được đây này. Thấy biết ở đâu không?
Ui, em đi tìm, em biết thì em còn hỏi chị làm gì? Chị đi đón con đây này, không gọi được, không tìm được. Thế thôi chị đoán đi, thôi đi anh em mình đi tìm chỗ khác vậy. Theo sẽ là một khu mà tôi chưa biết đặt tên như nào, nhìn rất là xanh tươi, đẹp đẽ. Khu này bây giờ tôi sẽ đặt tên là khu bể bơi tắm nắng nhá. Ok nhá, nhìn cây cối rất là xanh mướt, rất là đẹp. Cảm giác rất là thích khi có cái cây cối xung quanh như này. Khu này sẽ là khu tắm nắng và bể bơi. Nước chảy chậm quá, không biết bao giờ mới đầy bể bơi để được tắm đây. Nhưng mà không sao, bây giờ anh em mình xong cái căn phòng bí mật rồi, bây giờ anh em mình tắm nắng đi. Ok, tắm nắng luôn, cởi áo ra tắm nắng nhá mọi người nhá. Đấy. Cảm giác rất là tuyệt vời, thư giãn luôn. Anh Quang ơi, sáng giờ thấy anh Dưỡng ra đây không? Không. Thấy không? Đây đâu? Thấy không? Từ sáng giờ đan vật làm gì có thấy anh Dưỡng đi ra đây đâu? Thấy chưa? À, anh nhớ rồi, có. Sáng ra anh Dưỡng có ra đây đèo chị Thảo lấy đồ ước để đưa chị Thảo về hay sao mà. Anh Dưỡng ở quê anh ơi. Đi về quê bắt anh Dưỡng luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ trải nghiệm bể bơi trên nóc nhà rồi. Phong ơi tắm đi nha. Thích không? Thích anh Dưỡng ạ. Wow, nước trong veo à. Cảm giác thế nào? Mát anh nhớ. Bơi cho bạn xem nào. Ui bơi như ếch rồi. Xong rồi, nhưng mà anh thấy là em hơi to béo, khả năng em mặc cái áo phao vào để cho an toàn em ạ. An toàn. Ừ, mặc vào em ơi. Ok, bây giờ tôi cũng xuống trải nghiệm bể bơi trên nóc nhà. Nó hơi ít nước, bình thường tôi định chờ nước đầy này cơ, nhưng mà mấy tiếng đồng hồ rồi mà nước vẫn chỉ chảy được thế này thôi. Nói chung là cái bể nước này cũng ít đi. Không lo nhiều nữa, bây giờ tôi cũng xuống trải nghiệm cái bể bơi trên nóc nhà nhá. Nhìn từ góc này vào căn phòng bí mật đẹp thật sự luôn ấy. À, xanh đỏ tím vàng bên trong kia, hoa lá kìa. Ở ngoài này lại còn có bể bơi nữa này. Tôi không nói nhiều, bây giờ tôi sẽ bơi. Phong ơi cầm này, anh bơi này. Bơi thật này. Xuống xong thì hết lạnh luôn. Lúc đầu thì lạnh nhưng mà xuống thì không thấy lạnh nữa. Cái bể bơi trên nóc nhà thật sự là tuyệt vời luôn. Côn mới sáng đang tìm tôi ở dưới nhà, mong là không bị phát hiện. Về đến nhà rồi, bây giờ anh em mình đi tìm thằng Dưỡng đi. Đi. Thôi, anh Côn mới sáng đến rồi, xem cái chỗ này. Đợi, đợi kỹ vào. Dưới ngầm giường có hầm bí ẩn không? Không có em ơi. Không đi có anh khác. Này. Sáng mai anh Côn đang ở dưới nhà tìm tôi, nhưng mà vẫn chưa thấy lên trên đây. Khả năng là sáng anh Côn không lên đây rồi. Không có trong nhà vệ sinh rồi anh ơi. Sáng ơi, ở ngoài bếp cũng không có đâu. Tim đập thình thịch, mong là anh Côn mới sáng không phát hiện trên này. Mở đậy vào rồi, mở cửa ra vào đậy vào rồi, chắc anh ấy không để ý cái này đâu. Ở đây không có rồi anh ơi. Tại vì không có thằng Dưỡng ở đây, sáng ơi. Đạo ơi, anh Dưỡng đâu? Anh Dưỡng đưa chị về đúng không? Ừ, nhưng anh đi rồi. Đi đâu? Rồi á? Đi rồi. Đi đâu? Em Băng Linh đi đâu? Không có, em tìm khắp Băng Linh rồi. Ê, tao biết được sao được. Nó đi rồi gì? Chỗ nhà nó đưa tao thả cái nó đi ngay. Lại mất manh mối. Em ơi, ở quê thì hay quay video ở đâu? Khả năng anh em mình đang ngạo về đây rồi, cứ tìm ở quanh đây đi. Ok, đi. Đi. Vậy là anh Côn với Sán đã không tìm trên này. Đi được, tôi thấy đi rồi. Vậy là tôi đã thoát thôi. Em còn thắng rồi. Khả năng chưa thắng. Chưa thắng. 10 tiếng rồi mà em. 10 tiếng. Còn đâu. Nói chung là đi rồi là cũng là may mắn rồi. Thế là đồng ở quê tôi cực kỳ rộng, cho nên là bây giờ phải dùng flycam để tìm anh Dưỡng. Thời 4.0 rồi, bây giờ phải dùng thiết bị điện tử tìm anh Dưỡng thôi. Đi cho điều máy bay đi. Căn phòng của mình tối quá rồi, anh xuống lấy bóng đèn để thắp sáng đi anh. Ừ. Anh thì tối tối rồi, trời tối rồi mọi người ạ. Đèn này có mấy cái bóng đèn nó gọi là xanh đỏ tím vàng chứ không có bóng thấp, nên quay nó hơi tối nên mọi người xem nó không được đẹp. Thì bây giờ tôi sẽ đi lấy thêm một số cái bóng đèn để thắp sáng cái căn phòng bí mật trên nóc nhà nhá. Ui anh Côn ơi, hình như ô tô anh Dương đúng không? Em ơi cho máy bay bay gần vào đi. Có mỗi một cái ô tô ở giữa đồng này thì em nghi lắm. Chuẩn luôn, ô tô đây làm gì. Thôi được rồi, đi ra để bắt nhịp đó. Đúng rồi. Không sao anh ơi, cứ bay gần vào xem nào. Chuẩn luôn. Đấy, ô tô. Cả một cái đồng, tự nhiên có một cái ô tô ở giữa đồng là mọi người biết rồi. Thôi đi ra bắt thôi. Nhanh. Tìm đấy anh Dưỡng ơi. Ở đây có một cái bóng đèn to, tôi sẽ lấy để mang lên căn phòng bí mật nhá. Vậy là lấy được một bóng rồi. Tiếp tục đi tìm. Tìm xung quanh nhà có cái bóng nào. Vậy là tôi đã lấy được hai cái bóng đèn để thắp sáng căn phòng bí mật. Ok, bây giờ mang lên nhá. Căn phòng bí mật bây giờ nhìn xanh đỏ tím vàng rất là đẹp. Nhưng mà đang thiếu ánh sáng thì tôi mới phải cần hai cái bóng đèn này. Bắt được anh ơi. Anh ơi. Đây. Vậy là tôi đã bắt được anh Dưỡng rồi nhá. Ra đây, không phải trốn, mở cửa ra. Sáng ơi, anh Dưỡng ơi. Không có đâu ấy. Có kiểu gì ở trong này? Có không? Chắc chắn là anh Dưỡng đang ở gần đây rồi. Chúng tôi đã tìm ra xe, tức là đang tới rất gần vị trí mà anh Dưỡng trốn. Bây giờ quan trọng là tìm xem vị trí mà anh Dưỡng trốn ở đâu thôi mọi người.
Em ơi, khả năng anh em mình đi tìm quanh quanh đây. Mà ở đây độc đồng với nước làm sao mà chúi được? Thì có thể là anh ấy trốn dưới lòng đất chẳng hạn. Ừ thôi đi tìm thôi em ơi. 1, 2, 3 Yeah, vậy là căn phòng bí mật ở trên nóc nhà đã có điện, sáng trưng luôn. Ngoài trời bây giờ cũng tối rồi, không biết sáng mai cô đang ở đâu. Thì bây giờ tôi đang thoải mái ở trên căn phòng bí mật trên nóc nhà này. Tuyệt vời luôn, bây giờ lại có thêm điện nữa. Đấy, ngoài trời đằng kia tối rồi, nhưng mà có thêm điện thì không còn ngại bất kỳ vấn đề gì luôn. Cũng không có trong cái cống này, lạ thật. Anh Dưỡng trốn ở đâu mà kỹ thế nhỉ? Tìm hết xung quanh đây rồi mà không tìm thấy. Có khi nào anh ấy để xe ô tô ở đây để đánh lừa, đánh lạc hướng mấy anh em chúng tôi không nhỉ? Sáng ơi, khả năng em nói đúng đấy, giấu xe ở đây chỉ là ngụy trang thôi. Thế bây giờ anh em mình làm nào bây giờ? Ui, anh Dưỡng gửi hai thông báo liền lúc rồi à. Vừa lấy anh em mình mãi đi tìm anh Dưỡng không để ý, anh ấy loại bỏ thành phố Bắc Ninh này, loại bỏ thị xã Quế Võ nữa rồi này. Em ơi, không quan trọng, quan trọng là ô tô ở đây rồi thì người chỉ có vùng quanh đây thôi, em hiểu không? Mấy triệu đồng của anh em mình mất rồi đấy, anh em mình cố gắng tìm thấy anh Dưỡng đi, giờ làm nào giờ anh? Khả năng về hỏi lại chị Thảo, khéo chị Thảo giấu anh em mình ấy. Có khi anh đấy vẫn trốn ở nhà ấy. Anh em mình về tìm lại ở nhà đi. Đi, đi về tìm kỹ lại. Ui anh Dưỡng ơi, căn phòng bí mật này ban ngày thì mát, đêm lại lạnh thế. Đây có chăn rồi em, khoác chăn lên em. Ấy giải, căn phòng bí mật của anh thì cái gì chẳng có em. Thì bây giờ cũng là giờ ăn tối rồi, thì bây giờ chúng tôi sẽ bỏ đồ ăn ra ăn tối nhá. Wow, rất nhiều đồ ăn để ăn tối luôn. Khả năng là anh em mình ăn số còn bim bim đi. Bim bim chứ. Thì vì bây giờ còn khoảng độ 6 tiếng nữa thì thử thách mới kết thúc. Thì về chúng tôi vẫn phải ăn tối để lấy sức để tiếp tục trốn anh côn với sáng. Coca này. Đấy, bữa tối của tôi là Coca với cả bim bim. Bê không em? Được đấy anh. Được không? Được. Ok. Mua anh em vài con bim bim để chống cự vậy. Đâu? Em? Gì? Em nói dối anh phải không? Nói dối cái gì? Thằng Dưỡng vẫn ở nhà phải không? Ô tô để ở ngoài đồng kia. Anh Dưỡng đâu? Nó đi đâu sao biết được? Ô, bây giờ chở chị về xong bây giờ chị phải biết anh Dưỡng đâu chứ. Nó chở về, nó bảo em đi lên Bắc Ninh đây thì biết thế thì biết đâu. Chị cứ giấu đi. Giấu cái gì? Đúng chị giấu là thế anh Dưỡng đâu? Thật hỏi thật, chị khai đi. Sợ điên thế, không biết được khai nào được. Mày Thảo ơi, chị Dưỡng trên trần mà. Trên trần các bạn ơi. Trẻ con không bao giờ lúc rồi. Rồi đi em. Đi em ơi. Đi vậy chứ. Cảm ơn tiếp rồi. Vừa lấy mình chưa ra ngoài này. Ơ ờ? Dưỡng ơi. Sao điện ơi, mấy cái bóng điện đâu hết rồi? Dưỡng ơi, đừng có tối, em biết này. Bên này mất. Bên này cũng mất hết bóng luôn. Chắc có ngoài đấy không? Ngoài có người ngoài đấy không? Không có ai rồi anh ơi. Chả nhẽ tép nó lại nói dối. Ô ui, từ lấy nào không để ý. Tôi sáng bóng điện kìa. Bình thường làm gì có bóng điện đây. Bên trên giải thương cây rơi. Bắt được anh Dưỡng. Sống rồi. Sống rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà giờ phải đi kiếm thang em ơi. Thang lấy thang. Ờ, ok em ơi. Thang rồi, con ơi. Đem lên đây, đem lên đây. Bắt được anh Dưỡng rồi. Hóa ra là giấu xe ngoài đồng xong là trốn. Trốn về đây à? Trốn làm sao thoát được anh em chúng tôi. Lên anh ơi. Lên. Bắt anh Dưỡng thôi, lên lên. Lên chiến thuật vườn không nhà trống. Anh Dưỡng ơi, chạy đâu cho thoát anh ơi. Em bắt được anh rồi. Ok, chúng tôi sẽ sử dụng chiến thuật vườn không nhà trống nha. Cao lắm á. Thôi thả anh, hay thả anh đi rồi. Em ở đây đi. Wow, Sáng ơi, căn phòng bí mật cực đẹp luôn. Ui, đồ ăn này. Nhưng mà chưa thấy người, Sáng lên đi. Ok, tôi định làm chiến thuật vườn không nhà trống, hai anh em cùng đi trốn. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, thôi Phong nó không khéo léo, nó trèo lên nóc nhà nó mà ngã xuống thì thôi em ơi, em ở lại đi nhá Phong nhá. Ok, mọi người không để ý là cái bể này có nước đâu, không tìm ra được đâu. Em ở đây em lặn, em dùng cái vòi nước này em thở, hiểu không? Ok, được mà. Được. Ok nhá các bạn nhá. Phong sẽ trốn ở trong cái bể bơi. Đấy, dùng cái vòi nước để thở đây. Cầm cái vòi nước đây. Đấy. Ok. Ok nhá. Okay. Thôi anh đi đây. Bye bye. Chỗ này phòng lên. Sáng ơi, đi ra đây. Có chữ A ở đây nè. Chạy đâu? Có không anh? Không có em ơi. Sang bên kia. Bắt được anh chắc rồi. Bắt em được ơi. Rồi. Đến giờ phút là anh em mình thích bắt lúc nào được lúc đấy. Anh Dưỡng ơi. Trốn ra đây đầu hàng đi. Làm được bắt được, làm trong phòng ở đây. Sáng ơi, ui cây à, ra đi.
Đúng rồi. À, khả năng đây xem có không có. Ở bên đây lông lắm không có. Các bạn ơi, đây không phải là dứa, là phong. Em dưới này làm gì không ấy? Em trốn này. Trốn làm gì? Ôi, anh dưới đâu? Ở dưới dưới đâu? Kéo khả năng ở trên mái, em xem ở mái. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh Dương đây, 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 đây. À, bắt được anh Dương rồi. Wow, vậy là đã tóm được nhá các bạn nhá. Trốn làm sao được hai thám tử bọn em anh ơi. Trốn đến nay mà vẫn bắt được thế. Lên ơi, ra đây, ra đây. À, chạy được mấy hai thám tử à gì. Căn phòng bí mật trên lóc nhà mà vẫn bị phát hiện ra. Vậy là tôi đã lấy được phần thưởng nhá. Nếu mọi người thích cái series căn phòng bí mật này, mọi người like, subscribe, đăng ký kênh nhá. Like nhiều với nhá. Cảm ơn các bạn xem clip. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Xin chào các bạn.